Sáng ngày 20 tháng 6, Bộ Y tế cho biết tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm tại Việt Nam hiện là 2.359.376. Hôm nay, 500.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm sẽ về đến Việt Nam. Dự kiến ưu tiên sẽ tiêm cho 3 nhóm người. Người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới. Bộ Y tế cho biết, ngày 7 tháng 5, vaccine Verocell Sinopharm được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào danh sách sử dụng khẩn cấp EUL, ghi nhận hiệu quả bảo vệ đạt 78,2%, trở thành vaccine thứ 6 trên thế giới được xếp vào danh sách này. Sinopharm đã sản xuất hơn 450 triệu liều vaccine, trong đó 100 triệu liều được cung cấp thông qua hình thức viện trợ chính phủ và bán thương mại cho các doanh nghiệp. Vaccine Sinopharm đã cung cấp tới hơn 70 quốc gia. Trước đó, vào ngày 3 tháng 6, Việt Nam đã chính thức cấp phép khẩn cấp có điều kiện vaccine Verocell của Sinopharm trong trường hợp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19. Ngoài Sinopharm, Việt Nam đã cấp phép cho 3 loại vaccine khác gồm AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer.